Sáng nay, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững lần thứ 10 giai đoạn 2017-2021. Dự hội nghị có trưởng Ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong 5 năm qua đã thực sự trở thành một phong trào rộng có sức lan tỏa phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm tỷ đồng, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng. Đến nay, toàn thành phố có gần 5.520 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp so với giai đoạn 2012-2016, tăng 23%. Trong đó, số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng một năm, tăng 14,5%, và số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng một năm, tăng 80%. Đặc biệt, từ phong trào tư duy lao động của nhiều hộ nông dân ngày càng đổi mới, việc ứng dụng rộng rãi các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Trong giai đoạn tới, các cấp hội nông dân Đà Nẵng tiếp tục đưa phong trào vào chương trình chiến lược, tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, chi tổ hội nghề nghiệp, liên doanh, liên kết nhóm hộ và các doanh nghiệp, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, hỗ trợ cho nông dân sản xuất và phát triển bền vững.